Bản tin trưa ngày 13 tháng 5. Xin kính chào quý vị, mời quý vị theo dõi bản tin trưa ngày 13 tháng 5. Bản tin gồm có những nội dung chính sau đây. Tin Việt Nam, Hà Nội phát hiện ca dương tính bay chung chuyến với chuyên gia Trung Quốc sau 14 ngày. Hà Nội phong tỏa tòa nhà Centerpoint và khoa cấp cứu bệnh viện Hữu Nghị. Thành phố Hồ Chí Minh xét nghiệm cho toàn bộ bệnh viện, lập 69 chốt kiểm soát dịch bệnh. Bé trai 1 tuổi ở Bình Định test nhanh dương tính với virus Vũ Hán khi sang Nhật. WHO xem xét sản xuất vaccine COVID-19 công nghệ ARN thông tin ở Việt Nam. Tin thế giới, tỷ lệ lây nhiễm virus Vũ Hán ở Ấn Độ cao hơn 10%. Washington dừng hoạt động lãnh sự tại Moscow, Nga trục xuất 9 nhà ngoại giao Mỹ. 287 tàu cá dân quân Trung Quốc lại xâm nhập Biển Đông. Myanmar bắt giữ 30 người biểu tình, 15 người thuộc lực lượng an ninh thiệt mạng. Mỹ trừng phạt quan chức Trung Quốc thứ hai vì bức hại môn tập luyện Pháp Luân Công. Và sau đây là thông tin chi tiết. Mở đầu phần tin trưa hôm nay vẫn là những cập nhật mới nhất về tình hình dịch bệnh trong nước. Hàn Lâm xin mời quý vị cùng theo dõi. Việt Nam thêm 35 ca nhiễm viêm phổi Vũ Hán. Thưa quý vị, vào 6 giờ sáng nay ngày 13 tháng 5, Bộ Y tế xác nhận 35 ca nhiễm virus Vũ Hán mới, gồm có 2 ca nhập cảnh, 22 ca tại Đà Nẵng, 3 ca ở Hà Nội, 1 ca tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, 3 ca ở Bắc Ninh, Vĩnh Phúc và Bắc Giang mỗi nơi 2 ca. Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại, Việt Nam đã có 3.658 ca nhiễm và 35 ca tử vong. Hà Nội phát hiện ca dương tính bay chung chuyến với chuyên gia Trung Quốc sau 14 ngày. CDC Hà Nội vào sáng nay ngày 13 tháng 5 vừa ghi nhận thêm 2 ca dương tính mới, gồm có một bệnh nhân đi chuyến bay VN160 từ Đà Nẵng ra Hà Nội cùng với 2 chuyên gia Trung Quốc và bệnh nhân liên quan đến Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương. Theo đó, trường hợp đầu tiên là nam, sinh năm 1977, quốc tịch Áo, từ Đà Nẵng ra Hà Nội vào ngày 29 tháng 4, đi cùng chuyến với chuyên gia Trung Quốc. Bệnh nhân đã cách ly tại khách sạn và xét nghiệm lần 1 cho kết quả âm tính. Và đến hôm qua ngày 12 tháng 5, bệnh nhân chủ động liên hệ lấy mẫu xét nghiệm dịch vụ và có kết quả dương tính với virus Vũ Hán. Trường hợp thứ hai là nữ, sinh năm 1980, quê quán Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang. Hôm 4 tháng 5, có đến thăm bố đang điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2. Đây là 2 ca bệnh mới nhất tại Hà Nội. 2 ca này chưa bao gồm trong số 33 ca bệnh mới, tức là 33 ca ghi nhận trong nước, trong đó Hà Nội 3 ca vào sáng nay ngày 13 tháng 5. Hà Nội phong tỏa tòa nhà Centerpoint và khoa cấp cứu Bệnh viện Hữu Nghị. Thưa quý vị, vào chiều qua ngày 12 tháng 5, ngay khi Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội công bố 2 trường hợp dương tính với virus Vũ Hán ở tại tầng 8, đơn nguyên 2, tòa nhà Centerpoint, 27 Lê Văn Lương, Nhân Chính, cơ quan chức năng đã lập hàng rào phong tỏa và phun khử khuẩn tại khu vực này. Cũng liên quan đến đôi vợ chồng trên, vào chiều cùng ngày, tòa nhà 91 Đinh Tiên Hoàng ở Hoàng Kiếm cũng đã bị cách ly, do hai người này từng đến dự sự kiện trên tầng 3 vào ngày 5 tháng 5. Theo thông tin ban đầu, cặp vợ chồng bệnh nhân đã đi du lịch Đà Nẵng từ ngày 30 tháng 4 đến ngày 2 tháng 5, tuy nhiên về lại Hà Nội thì chưa khai báo y tế. Trong ngày 8 tháng 5, người vợ có biểu hiện sốt, đau rát họng, ho, giảm vị giác, khứu giác. Đến ngày hôm qua, ngày 12 tháng 5, người chồng xuất hiện các triệu chứng ho, đau rát họng. Sau đó, cả hai vợ chồng đến khám và lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính tại Bệnh viện Hữu Nghị Việt Xô. Đây là 2 ca bệnh được Bộ Y tế xác nhận nhiễm viêm phổi Vũ Hán vào sáng nay. Liên quan đến cặp vợ chồng trên, ngay trong hôm qua, Bệnh viện Hữu Nghị đã kích hoạt các biện pháp phòng dịch như phong tỏa toàn bộ khoa cấp cứu, phun khử khuẩn, tạm ngừng hệ thống điều hòa, đồng thời lập danh sách cách ly 2 trường hợp F1 và 3 trường hợp F2. Hiện CDC Hà Nội đang xét nghiệm lại bằng phương pháp real-time PCR và chiều qua ngày 12 tháng 5, vợ chồng này đã được chuyển đến Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 để theo dõi và điều trị. Thành phố Hồ Chí Minh xét nghiệm cho toàn bộ bệnh viện, lập 69 chốt kiểm soát dịch bệnh. Thưa quý vị, vào tối qua ngày 12 tháng 5, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh đã thông báo yêu cầu các bệnh viện trong khu vực thành phố phải lấy mẫu xét nghiệm cho toàn bộ người trong bệnh viện, bao gồm nhân viên y tế, người bệnh và người nhà bệnh nhân. Cũng theo Sở Y tế, đối với các bệnh viện đã được Bộ Y tế cho phép xét nghiệm khẳng định virus Vũ Hán thì tự làm xét nghiệm cho tất cả người ở bệnh viện. Còn đối với các bệnh viện chưa được Bộ Y tế cho phép xét nghiệm khẳng định, thì bệnh viện tự lấy mẫu và vận chuyển đến đơn vị khác làm xét nghiệm, theo sự điều phối của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố.
Liên quan đến sự việc này, ông Nguyễn Trí Dũng, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố cho hay, lần xét nghiệm này là thực hiện theo phương pháp Real-time PCR, chứ không phải test nhanh, vì có độ chính xác cao hơn. Cùng ngày, thành phố Hồ Chí Minh đã ra văn bản yêu cầu lập 69 chốt kiểm soát người và phương tiện ra vào thành phố tại các khu vực cửa ngõ, tuyến cao tốc bắt đầu từ 0 giờ ngày 15 tháng 5 tới. Theo ghi nhận từ báo Dân Trí, có 12 chốt được dựng ở khu vực thành phố và 57 chốt được lập ở tuyến quận huyện. Ngoài ra, khu vực này cũng lên phương án tổ chức điều trị cho từ 50 đến 100 người bệnh COVID-19 và dự kiến sẽ xây thêm bệnh viện dã chiến với quy mô 5.000 giường để chuẩn bị cho kịch bản khi có 30.000 ca bệnh. Trước đó, trong đợt dịch vào năm 2020, thành phố Hồ Chí Minh cũng đã dựng 62 chốt kiểm soát dịch, gồm có 16 chốt chính và 46 chốt phụ. Bé trai 1 tuổi ở Bình Định test nhanh, dương tính với virus Vũ Hán khi sang Nhật. Hôm qua, Sở Y tế Bình Định cho biết, bé trai 1 tuổi cùng mẹ ở xã Ân Nghĩa, huyện Hoài Ân nhập cảnh Nhật Bản vào ngày 6 tháng 5, kết quả test nhanh dương tính với virus Vũ Hán. Còn người mẹ có kết quả âm tính. Hai mẹ con đã được cách ly ở Nhật, sức khỏe ổn định. Trước khi xuất cảnh, hai mẹ con xét nghiệm Real-time PCR tại Bệnh viện Thống nhất thành phố Hồ Chí Minh, kết quả đều âm tính, đủ điều kiện để sang Nhật Bản. Sau khi nhận được thông tin từ Nhật là em bé dương tính, tỉnh Bình Định đã truy vết dịch tễ, đưa đi cách ly 19 người tiếp xúc gần và lấy mẫu xét nghiệm, kết quả đều âm tính lần một. Bên cạnh đó, ngành chức năng Bình Định đã lấy mẫu 12 người tiếp xúc ở huyện Hoài Ân và 6 mẫu ở thị xã An Nhơn, cùng với tài xế từng đưa đón hai mẹ con để xét nghiệm COVID-19. WHO xem xét sản xuất vaccine COVID-19 công nghệ ARN thông tin ở Việt Nam. Tổ chức Y tế Thế giới WHO cho biết, đang xem xét đề xuất của một nhà sản xuất ở Việt Nam muốn trở thành một trung tâm công nghệ vaccine ARN thông tin ngừa COVID-19 trong nước. Theo hãng tin Reuters, vào ngày 12 tháng 5, ông Kỳ Đồng Bắc, đại diện của WHO tại Việt Nam đã xác nhận sự việc trên và cho biết, WHO đang xem xét đề xuất này. Tổ chức này cũng hy vọng Việt Nam sẽ đăng ký sản xuất quy mô lớn vaccine ngừa COVID-19 dựa trên công nghệ ARN thông tin. Song phía WHO chưa nói rõ nhà sản xuất nào đang quan tâm đến kế hoạch này. Công nghệ ARN thông tin, một acid ribonucleic, sẽ hướng dẫn các tế bào tạo ra chính xác loại protein nào chúng ta muốn. ARN thông tin là công nghệ vaccine giống với loại vaccine của Pfizer và đối tác BioNTech. Mời quý vị chuyển sang phần tin thế giới. Thưa quý vị, trong 24 giờ qua, đại dịch viêm phổi Vũ Hán vẫn đang diễn biến phức tạp tại nhiều quốc gia như Mỹ, Ấn Độ và Brazil, đồng thời lây lan diện rộng với số ca mắc cao ở nhiều nước. Hiện nay, tâm dịch COVID-19 đang chuyển về châu Á, với điểm nóng nhất là Ấn Độ. Nước này đã ghi nhận trên 23,7 triệu ca nhiễm, trong đó có trên 258.000 người đã tử vong. Tỷ lệ lây nhiễm virus Vũ Hán ở Ấn Độ cao hơn 10%. Hiện nay, tại 3/4 trong số 718 tỉnh ở Ấn Độ, trong đó có các thành phố lớn như New Delhi, Mumbai và trung tâm công nghệ Bengaluru, tỷ lệ lây nhiễm đều cao hơn 10%. Giám đốc Hội đồng Nghiên cứu Y khoa Ấn Độ, bác sĩ Baran Bhargava cho biết, chính phủ Ấn Độ đã quyết định thay đổi chiến lược xét nghiệm virus Vũ Hán và tập trung vào phương pháp xét nghiệm nhanh kháng nguyên RAT để có kết quả nhanh hơn và qua đó cách ly người bệnh sớm hơn. Các trạm RAT sẽ được thiết lập trong các trường học, trung tâm cộng đồng và khu dân cư. Maldives cấm nhập cảnh người Ấn Độ và các nước Nam Á. Mới đây nhất, quần đảo Maldives đã quyết định cấm nhập cảnh đối với những người đến từ các nước Nam Á, trong đó có Ấn Độ, trong nỗ lực nhằm ngăn chặn sự lây lan của đại dịch. Theo đó, chính phủ tạm ngừng cấp thị thực du khách cho khách đến từ các nước Nam Á như Afghanistan, Bangladesh, Bhutan, Ấn Độ, Nepal, Pakistan và Sri Lanka. Lệnh cấm này cũng áp dụng với các hành khách quá cảnh hơn 24 giờ tại các nước trên và những người đã từng đến các nước này trong vòng 14 ngày qua. Trong khi đó, khách đến từ các nước khác vẫn được phép tới các đảo nghỉ dưỡng ở Maldives nếu có xét nghiệm PCR âm tính trong vòng 96 giờ trước khi nhập cảnh. Washington dừng hoạt động lãnh sự tại Moscow, Nga trục xuất 9 nhà ngoại giao Mỹ. Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Moscow cho biết, từ hôm qua ngày 12 tháng 5, dừng cung cấp các dịch vụ thông thường cho công dân Mỹ như gia hạn hộ chiếu ngắn hạn và chỉ giải quyết đơn xin thị thực mới trong những trường hợp khẩn cấp liên quan đến tính mạng. Lý do được Đại sứ quán Hoa Kỳ đưa ra là số nhân viên làm việc tại Đại sứ quán giảm do các biện pháp trừng phạt trả đũa lẫn nhau giữa Nga và Mỹ.
Trong diễn biến liên quan, Moscow yêu cầu phát ngôn viên Đại sứ quán Mỹ cùng với 9 nhà ngoại giao rời đi. Theo đó, phát ngôn viên Đại sứ quán Mỹ bà Rebecca Ross cùng với 9 nhân viên ngoại giao khác sẽ phải rời khỏi nước Nga trước ngày 21 tháng 5. Và đây là động thái chính quyền Moscow đáp trả Washington trục xuất 10 nhà ngoại giao của nước này. Quan hệ Nga-Mỹ đang suy giảm với việc Washington cáo buộc Điện Kremlin can thiệp vào bầu cử Mỹ, thực hiện các cuộc tấn công mạng quy mô lớn và các hoạt động khác. Tuy nhiên, Moscow đã bác bỏ các cáo buộc này. 287 tàu cá dân quân của Trung Quốc lại xâm nhập Biển Đông. Philippines hôm thứ Tư cho biết 287 tàu cá dân quân Trung Quốc lại tiếp tục xâm nhập vào vùng đặc quyền kinh tế của nước này. Lực lượng đặc nhiệm về Biển Đông thông báo, vụ việc này cùng với việc tiếp tục xâm nhập trái phép của các tàu nước ngoài gần các đảo do Philippines quản lý đã được đệ trình lên các cơ quan liên quan để dọn đường cho các động thái ngoại giao tiếp theo. Trước đó, Philippines đã nhiều lần gửi công hàm phản đối sự hiện diện lâu dài và đánh bắt cá trái phép của hàng trăm tàu dân quân Trung Quốc tại các khu vực ở Biển Đông. Việc bảo vệ chủ quyền trước Trung Quốc đang là tâm điểm trong chính trường nước này gần đây. Tổng thống Rodrigo Duterte đã bất ngờ tuyên bố vào tuần trước rằng phán quyết mang tính bước ngoặt vào năm 2016 của Tòa trọng tài quốc tế về tranh chấp chủ quyền Biển Đông chỉ là một mảnh giấy để ném vào xọt rác. Phán quyết trên đã khẳng định tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc đối với gần như toàn bộ Biển Đông là không có cơ sở pháp lý. Nhà phân tích quốc phòng và an ninh, ông Jose Custodio cho biết, bình luận của ông Duterte đã xóa bỏ giọng điệu cứng rắn với Bắc Kinh của các quan chức ngoại giao và quốc phòng hàng đầu của Philippines. Theo ông Custodio, sự thiếu nhất quán trong các thông điệp đưa ra chỉ khuyến khích thêm Trung Quốc. Myanmar bắt giữ 30 người biểu tình, 15 người thuộc lực lượng an ninh đã thiệt mạng. Thưa quý vị, tình hình Myanmar vẫn chưa một ngày yên ả, bất chấp các nỗ lực gây sức ép của quốc tế. Theo các nhân chứng, lực lượng an ninh Myanmar mặc thường phục đã nổ súng và bắt giữ khoảng 30 người biểu tình tại một cuộc biểu tình chống đảo chính ở thành phố lớn thứ hai là Mandalay vào hôm 12 tháng 5. Một nhà lãnh đạo cuộc biểu tình, anh Aung Fio nói, không có từ ngữ nào để mô tả sự tàn ác của họ. Họ dùng vũ lực rất mạnh để trấn áp chúng tôi, hơn 10 xe quân sự choáng đầy các tiểu khu, họ chặn mọi con đường trong khu vực. Tuy nhiên, anh này khẳng định sẽ tiếp tục làm những gì chúng tôi đang làm cho đến khi các cuộc cách mạng của chúng tôi thắng lợi. Cùng lúc, truyền thông địa phương cho biết 15 người thuộc lực lượng an ninh Myanmar đã mất mạng trong một cuộc xung đột với lực lượng phòng vệ nhân dân ở Tamun mà chính phủ thống nhất quốc gia Myanmar NUG thiết lập để chống lại lực lượng của quân đội. Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết đã có các cuộc hội đàm với NUG để vạch ra tầm nhìn bao trùm của mình về một nền dân chủ liên bang đa dạng thống nhất cho đất nước này. Israel tiêu diệt chỉ huy cấp cao của Hamas, ông Trump chỉ trích chính quyền Biden thiếu hỗ trợ Israel dẫn đến xung đột. Lực lượng phòng vệ Israel hôm 12 tháng 5 tuyên bố đã tiêu diệt một chỉ huy phụ trách thực hiện các cuộc tấn công bằng tên lửa chống tăng nhằm vào Israel của lực lượng khủng bố Hamas. Cuộc giao tranh dữ dội đã xảy ra sau khi nhóm Hamas nã hàng trăm quả tên lửa vào thủ đô Jerusalem và các khu vực khác của Israel kể từ ngày 10 tháng 5. Thủ tướng Israel, ông Benjamin Netanyahu cho biết, lữ đoàn thành phố Gaza và 15 thành viên khác của nhóm Hamas đã thiệt mạng trong các cuộc không kích. Ông Netanyahu nói, đây mới chỉ là bước khởi đầu, chúng tôi sẽ tiếp tục tấn công họ. Cho đến nay, theo truyền thông đã có 30 người Palestine và 3 người Israel thiệt mạng. Cùng lúc, Washington cho biết đã cử một đặc phái viên là Phó Ngoại trưởng Hadiem, người được cho là có quan điểm bày Israel đến khu vực này để kêu gọi giảm leo thang xung đột. Tổng thống Biden đã có một cuộc hội đàm với Tổng thống Israel và cho biết ông kỳ vọng cuộc giao tranh sẽ sớm kết thúc, nhưng cũng nhấn mạnh Israel có quyền tự bảo vệ mình. Trước đó, cựu Tổng thống Trump đã lên án chính quyền Biden yếu kém và thiếu hỗ trợ đối với Israel dẫn đến các cuộc không kích khủng bố của người Palestine. Ông Trump nói trong tuyên bố, khi tôi còn tại nhiệm, chúng tôi được gọi là chủ tịch hòa bình bởi vì các đối thủ của Israel biết rằng Hoa Kỳ sát cánh với Israel và nếu tấn công Israel, họ sẽ phải nhanh chóng bị trừng phạt. Ông Trump cũng cho rằng chính sách đối ngoại yếu kém của ông Biden khiến cho thế giới trở nên bạo lực hơn, bất ổn hơn. Mỹ trừng phạt quan chức Trung Quốc thứ hai vì bức hại môn tập luyện Pháp Luân Công.
Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ hôm 12 tháng 5 đã công bố lệnh trừng phạt đối với một quan chức Đảng Cộng sản Trung Quốc vì bức hại môn tập luyện tinh thần Pháp Luân Công khi cuộc đàn áp tàn bạo của Bắc Kinh đối với môn tập luyện này đã sắp bước sang năm thứ 22. Lệnh trừng phạt sẽ cấm ông Vu Huy, cựu trưởng ban ngăn chặn và đối phó với các tôn giáo dị giáo ở thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên, cùng với gia đình của ông ta nhập cảnh vào Hoa Kỳ vì các hành vi giam giữ tùy tiện các học viên Pháp Luân Công. Ngoại trưởng Antony Blinken đã viện dẫn việc bắt giữ tùy tiện, đột kích vào nhà, tra tấn và cưỡng bức mộ cướp nội tạng của các học viên Pháp Luân Công trong báo cáo thường niên của bộ này và cho biết sẽ tiếp tục xem xét tất cả các công cụ thích hợp để buộc những người lạm dụng nhân quyền ở Trung Quốc phải chịu trách nhiệm. Ông Vu đã trở thành quan chức của Trung Quốc thứ hai bị Washington trừng phạt vì bức hại các học viên Pháp Luân Công. Vào tháng 12 năm 2020, chính quyền của cựu Tổng thống Trump đã trừng phạt ông Hoàng Nguyên Hùng, cảnh sát trưởng ở tỉnh Phúc Kiến, vì vi phạm đặc biệt nghiêm trọng đối với tự do tôn giáo của các học viên Pháp Luân Công. Lệnh trừng phạt được đưa ra vào Ngày Nhân quyền Quốc tế. Lệnh trừng phạt mới của Bộ Ngoại giao được đưa ra chỉ một ngày trước Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới, kỷ niệm 29 năm Ngày Pháp Luân Đại Pháp được giới thiệu với công chúng, và cũng là sinh nhật lần thứ 70 của ông Lý Hồng Chí, người sáng lập ra môn tập. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin trưa nay của Khoe Tự Nhiên. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo.